cái quỷ kế, cái xảo thuật, cái đầu óc lưu manh gian trá đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói lại, cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó không ai bằng Cộng sản Việt Nam, mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng. Tôi rõ, không ai bằng Việt Cộng. Chào quý anh chị em, Mai sẽ đọc một cái bình luận này cho quý anh chị em nghe. Lý ra Mai không muốn đọc bình luận của những kẻ này, vì đọc sơ là Mai biết là giả danh lính Việt Nam Cộng Hòa rồi. Dạo này Mai thấy giả danh người Việt Nam quốc gia nhiều lắm luôn á. Mai cũng từng nói với quý anh chị em, Cộng sản nó muốn cướp Việt Nam, nó đã âm mưu cái chuyện này rất là lâu và đường trường. Vậy cho nên á, khi mà chế độ Việt Nam Cộng Hòa bị bất tử thì đã lòi ra rất là nhiều kẻ Việt Cộng nằm dùng. Và điển hình là Tổng thống Vi Hiến. Vi Hiến tức nghĩa là ông này không phải là dân bầu vô nha quý anh chị em. Cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa là Dương Văn Minh. Đó là một cái tên tay sai của Cộng sản. Anh chị em thấy không? Anh chị em có thấy là bất ngờ và chức cao đến mức vậy không? Thì á, sau này á, những cái diện mà HO á, Việt Nam gọi là HO á, cái diện này giống như là một cái sự trao đổi giữa Cộng sản Việt Nam và phía Mỹ. Phía Mỹ muốn dẫn đi tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa mà bị tù trên 3 năm, bị tù cải tạo của Cộng sản trên 3 năm. Thì á, trong đó có nhiều người đã qua đời. Và Cộng sản á, nó đã cài cắm và nó lấy cái hồ sơ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nó trà trộn và nó đi thẹp. Thì Mai đã từng nhắc với quý anh chị em như vậy. Thì ở đây cái bình luận này á, nhắc đến một tên, đó là Hoàng Duy Hùng. Cháu phải đối nghịch với Hoàng Duy Hùng mới đúng, vì nó là con của HO. Mà Hoàng Duy Hùng đã đến Mỹ rất sớm, lúc 11-12 tuổi. Qua tới Mỹ nó lừa nhiều người chống cộng. Lúc đó nó làm chủ tịch cộng đồng Houston, vì có ăn học làm luật sư. Tuy vậy, cháu có biết bây giờ nó trở cờ theo Việt Cộng 100%, chửi bới người quốc gia. Trong khi Sư Minh Tuệ hiện giờ chỉ có 46 tuổi, sinh sau năm 1975. Và lại cha đã về hưu, cha từng là đại tá trong bộ đội Bắc Việt. Đó. Nói đến đây á, chưa còn dài lắm, nhưng mà nó đọc đến đâu Mai sẽ bình đến đó cho anh chị em hiểu ra vấn đề như thế này. Thấy không? Cái tên Hoàng Duy Hùng này đã được cài cắm từ rất sớm, tức nghĩa là 11-12 tuổi thôi, và đi diện HO. Đến khi lớn lên và nó trà trộn một thời gian, nó quậy cộng đồng, nó được ăn học trau dồi đến luật sư luôn. Anh chị em thấy không? Luật sư. Và gần nhất cái người mà ca tụng và binh vực cái tên mà Thích Minh Tuệ, thị trưởng Tạ Đức Trí ở California. Anh chị em thấy chưa? Thấy cái gì đang diễn ra chưa? Và rất là nhiều tên nằm vùng. Và Hoàng Duy Hùng, sẵn đây mới nhắc tới cái tên này để minh chứng cho anh chị em thấy. Đi diện HO không có nghĩa là phe ta đâu, không có nghĩa người Việt Nam quốc gia đâu anh chị em à. Và cái tên Thích Minh Tuệ này, theo cái lời bình luận của cái tên mà cái tên này á, thì Mai thấy á, là cái tên Thích Minh Tuệ này là cộng sản nòi. Nghĩa là cha mẹ nó, gia đình của nó đã tắm máu dân Sài Gòn. Và trong đó chắc chắn là có những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống vì gia đình tên này. Vậy cho nên á, Mai không ngạc nhiên khi gia đình của cái tên Thích Minh Tuệ này trưng một cái hình Hồ Chí Minh rất là bự ở trong nhà và treo cờ máu ở trong nhà. Ở Việt Nam á, những gia đình bình thường á, nhiều khi cực chẳng đã đến 30 tháng 4 hay những cái ngày mà Việt Cộng nó gọi là Quốc Khánh á, thì người ta mới treo cờ. Nhưng mà gia đình của cái tên Thích Minh Tuệ này á, là luôn luôn treo cờ và treo hình Hồ Chí Minh ở trong nhà. Vậy thì á, gia đình của tên này á, đã cuồng Cộng sản và đã tiếp tay cho Cộng sản, cũng như là đứng về phía giặc Cộng sản đã từ rất lâu cho đến tận bây giờ.
nó học được vài câu Phật Pháp, nó học được vài câu của Thánh Hiền, và nó lên mạng xã hội, nó khoác áo cà sa vô để mà nó giả tu. Nó giả tu. Và công chúng á, trong và ngoài nước á, đã tung hai cái tên Thích Minh Tuệ này. Và bây giờ á, để mai mở một cái đoạn video cho anh chị em coi. Đến mức mà dân chúng của trong nước á, nói là Thích Minh Tuệ là Hồ Chí Minh tái sinh, để mai mở ra. Giọng bác Hồ, cô biết là cô theo cũng biết theo ai nghĩ thì thế nào chứ theo cô nghĩ là bảo khi là bác cô là đã đồ ghê cho thầy vì có thể tưởng tượng khi là giọng bác rất là giọng bác ý cô là bác Hồ nhập thân vào thầy à, kiểu như vậy. Vâng, ý cô là cô nghĩ là bảo lúc nào là bác cô nhập thân vào thầy cô cũng biết. Bác Hồ cũng nói mà, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi vào lấp biển khó thế mà mọi người cũng làm được đấy chứ. À. Ủa sao đâu có đơn giản. Bây giờ là hành trình của thầy là đi. Đó, anh chị em thấy không? Hồ Chí Minh tái sinh. Mà thật sự á, cái thằng này á, mà thấy công nhận nha, nhìn nó giống Hồ Chí Minh thiệt. Anh chị em biết tại sao giống không? Cái thần sắc, cái thần thái giống đó. Tại vì những kẻ mà con nhà nòi cộng sản á, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cộng sản á, thần thái của những cái đứa cộng sản á, nó đều giống nhau cả. Vì thứ nhất, tâm địa của tụi nó ác và không thiện, gian xảo. Vậy cho nên á, nó giống cái mặt của nó giống thằng Hồ Chí Minh là đúng rồi. Và nó khen thằng Hồ Chí Minh là thánh mà. Và nó luôn luôn nói á, là nó sẽ làm theo lời bác của nó. Bác của nó làm gì? Bác của nó đã sát hại hàng triệu đồng bào Việt Nam và tiếp tay cho Cộng sản Tàu, là tay sai của Cộng sản Tàu cướp Việt Nam. Vậy cho nên á, làm theo lời bác hả? Đó, nó đang làm đó. Nó đi bộ làm rúng động cả nước. Cả nước không đi, không bàn về cách để mà tiêu diệt cộng sản tìm tự do. Mà bây giờ bàn về nó không mà. Thấy không? Nó hại đồng bào hại bằng cách nào? Đó, nó hại bằng cách vậy đó. Và nói là nó thay thế Hồ Chí Minh á hả? Thì cũng đúng luôn á. Tức nghĩa là bây giờ Hồ Chí Minh là lỗi thời rồi. Đã qua cả trăm năm nằm trong cái lăng Ba Đình khô héo là lỗi thời rồi. Bây giờ phải lăng xê diễn viên mới. Thì mai có lời khuyên với cái đám cộng sản á, là thay thế hình tượng Hồ Chí Minh bằng Thích Minh Tuệ là thấy được rồi đó. Rồi, mai đọc tiếp cho anh chị em nghe. Cái tên này bình cái gì tiếp nha. Cháu phải suy nghĩ lại, tại sao bây giờ sư Minh Tuệ lại là kẻ thù của Việt Cộng? Mai vừa mới phát xong nó làm theo lời bác của nó. Nó giống y chang Hồ Chí Minh luôn. Và gia đình nó tắm máu dân Sài Gòn. Mà nghĩ sao nó là kẻ thù của Việt Cộng vậy? Cháu có thấy người dân nào bái lạy Hồ Chí Minh không? Trong khi người dân từ Bắc vô Nam không ai bảo, tức là không ai ra lệnh, Mà lại quỳ lạy trước sư Minh Tuệ. Cháu phải nghĩ cao xa về điều này. Chú không muốn viết nhiều. Chú là một sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa vượt biên chứ không phải đi diện HO. Hãy nghe Thượng Tọa Thích Thông Lai, một sĩ quan tuyên ý Phật giáo của Việt Nam Cộng Hòa. Hiện giờ chỉ có ông là nhà sư Việt Nam Cộng Hòa duy nhất chống cộng. Lôi thêm đồng minh nữa, đúng không? Vậy là ông Thích Thông Lai này là cũng bưng bô cho thằng Minh Tuệ, đúng không? Tức nghĩa là ông Thích Thông Lai này cũng đã lòi cái mặt ra là đứng về phía của một cái thằng khen Hồ Chí Minh là thánh chứ gì. Bây giờ cái ông này ông nói á, là dân chúng Việt Nam không có lại Hồ Chí Minh. Nhưng mà để mai cho anh chị em coi một đoạn, trong đó có video á, là Thích Minh Tuệ á, nó đứng với cái hình Hồ Chí Minh mà để ngang với Phật tổ luôn. Rồi á, gia đình của nó nè. Đó anh chị em coi.
tạc tượng, phải nói dân chúng tạc tượng thằng Minh Tuệ này luôn. À, ghê không? Mà thằng Minh Tuệ này nói nó làm theo lời bác, nó ca ngợi Hồ Chí Minh là thánh. Và cha mẹ nó trong nhà nó luôn thờ Hồ Chí Minh để trên cao. Vậy thì nó thờ Hồ Chí Minh, dân Việt Nam đang quỳ lại nó, thì có khác gì dân Việt Nam đang quỳ lại Hồ Chí Minh đâu. Và hiện giờ cái điều mà Mai thấy khủng khiếp nhất chính là dân ở hải ngoại trong cộng cũng đang tôn sùng cái thằng Thích Minh Tuệ này. Vậy thì dân hải ngoại đang làm gì vậy? Đang quỳ lại tôn sùng Hồ Chí Minh luôn đó, thông qua cái thằng Thích Minh Tuệ này. Mai nói như vậy, anh chị em đã rõ ràng, đã hiểu rõ ràng cái mà tai hại của những kẻ mà trà trộn vô diện HO, trà trộn đi vượt biên, kể cả cái ông đang bình luận này, và trà trộn vô tôn giáo để mà cái cục diện ngày hôm nay tụi nó lung lạc lòng dân, tụi nó phá hỏng tất cả. Anh chị em thấy rất là ghê gớm không? Đâu có đơn giản đâu. Vậy cho nên cái bài học của bên công giáo đó là cỏ lùn và lúa mì. Cỏ lùn và lúa mì trông rất là giống nhau, nhưng đến mùa gặt thì chúng ta phải dẹp đi cỏ lùn. Đó là một câu chuyện dụ ngôn của công giáo. Nghĩa là anh chị em à, trong tôn giáo đúng là dạy từ bi, hỷ xả, dạy tha thứ. Cả hai tôn giáo, Phật giáo và Thiên Chúa giáo đều như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là tha thứ luôn cho cỏ lùn. Nếu mà như vậy đến mùa gặt thì Chúa đâu có dạy tách cỏ lùn ra đâu, và đem cỏ lùn đi đốt đâu. Đúng không quý anh chị em? Có những kẻ không thể nào mà sống cùng với những người chánh nghĩa được. Đó chính là cộng sản. Cộng sản là phải diệt trừ, cũng giống như cỏ lùn là phải đốt đi. Nên á, có những lời dạy của Thánh Hiền, tha thứ là tốt, từ bi hỷ xả là tốt, nhưng phải xem đó là ai, tha thứ cho ai, từ bi cho ai, chứ không phải là tất cả đều xứng đáng được tha thứ hay xứng đáng được từ bi đâu anh chị em. Vì có những kẻ nó không bao giờ thay đổi và nó không bao giờ đối xử tốt với những người xung quanh đó anh chị em. Có những kẻ như vậy. Vậy cho nên phải tùy cơ ứng biến, nhất là trong cái thời cuộc nhiễu như và loạn như thế này đó anh chị em. Anh chị em thấy rất nhiều kẻ giả dạng lính Việt Nam Cộng Hòa, giả dạng đi diện HO, và tại sao anh chị em không loại trừ những kẻ giả tu hành và những kẻ giả chống cộng? Hãy nhìn những gì nó làm và hãy nghe những gì nó nói, xem lợi hay hại cho cộng sản. Rõ ràng tên Thích Minh Tuệ này, gia đình của nó là cộng sản rồi, nó ca ngợi ca tụng Hồ Chí Minh, đi tu mà ca ngợi phàm nhân, mà ngay cả một cái thằng đồ tể nữa mới chết chứ. Anh chị em có thấy có cái bậc chân tu nào trên toàn thế giới này, hãy tìm hết đi, kể cả Đức Đạt Lại Lama của Tây Tạng, Giáo Hoàng Ba Lan, có bao giờ ca ngợi Hồ Chí Minh hay Mao Trạch Đông, những cái tên đồ tể nhân loại hay là Hitler chẳng hạn, có bao giờ họ ca ngợi mấy kẻ đó không? Nhưng tên Thích Minh Tuệ này là ca ngợi. Nó chính là công cụ của cộng sản. Ngày trước cái vụ mà Đồng Tâm bị cướp đất, cái vụ đó Mai không bao giờ Mai tham gia và Mai cũng không đồng cảm được. Là tại vì cái tên Kình đó, hay gọi là cụ Kình, nó 60 tuổi đảng viên, tức nghĩa là nó đã tiếp tay cho cộng sản cướp miền Nam, cướp luôn cả Việt Nam. Và hiện giờ nó và nguyên cái gia đình nó trả giá giống như bà Nguyễn Thị Năm. Nguyễn Thị Năm cũng tiếp tay cho cộng sản, và thằng Kình đó cũng vậy. Nên đó là cái giá phải trả. Nên cái vụ Đồng Tâm Mai không bao giờ ủng hộ và không có thấy đồng cảm tí nào hết. Đó là luật nhân quả, Mai đã nói rồi. Những kẻ làm lợi cho cộng sản bằng cách này hay cách khác, gián tiếp hay trực tiếp, đều sẽ bị trả giá như Nguyễn Thị Năm và cái ông Kình đó. Cũng giống như có những người dân oan mất đất, ban đầu thì thấy tội lắm, nhưng khi mà họ đi đòi đất, họ mang hình Hồ Chí Minh và mang cờ máu, rồi nói bác trọng ơi. Những cái câu nói đó
khiến cho Mai nhìn vô Mai thấy đây là luật nhân quả chứ không phải là một cái sự đáng thương và đáng thông cảm đồng cảm. Vậy cho nên những kẻ mà đang ca ngợi thằng Thích Minh Tuệ đó chính là gián tiếp ca ngợi Cộng sản. Vì thằng Thích Minh Tuệ nó ca ngợi Hồ Chí Minh, tức nghĩa là nó đang tiếp tay giúp đỡ cho Cộng sản tuyên truyền và làm lung lạc u mê trong và ngoài nước, thậm chí chia rẽ người hải ngoại. Chia rẽ luôn. Là tại vì điển hình một mình Mai thôi. Mai bạn bè là coi như là mất gần hết luôn á. Tại vì bạn bè Mai ủng hộ cái tên Thích Minh Tuệ này, còn Mai thì không. Đó là một sự chia rẽ cộng đồng người Việt Nam quốc gia luôn á. Vì có những người chưa có nghe thằng này ca ngợi Hồ Chí Minh và không biết gốc gác của thằng này như thế nào hết, chỉ thấy là ui đình đám quá, ui giờ giống như một cái trào lưu mặc đồ theo cái kiểu của thằng này. Thay vì người Việt Nam quốc gia mình phải mặc tờ vàng chứ mình đi mặc đồ tu hành, mà cái đó cũng không phải là đồ tu hành nữa. Tại sao người Việt Nam quốc gia không mặc cái màu cờ này và không kêu gọi nhau rủ nhau mặc cái màu cờ này, bán cái màu cờ này, bán áo quần hay là bất cứ cái gì màu cờ này, mà đi á xúm nhau đu theo cái thằng đó mà nó ca tụng một cái thằng đồ tể của nhân loại như vậy hả anh chị em? Nói đến đây Mai chỉ là Mai không thật sự Mai muốn dừng cái chuyện này lắm. Đứa em nó nói hả chị, đừng có nhắc đến cái thằng này nữa, thằng có Thích Minh Tuệ này, và đừng có để nó ảnh hưởng cuộc sống. Nhưng mà rất là trùng hợp là cái sự kiện của thằng này nó lòi ra rất là nhiều kẻ trong cộng giả, cũng như kẻ đi diện HO giả, Việt Nam Cộng Hòa giả. Và lòi ra phải nói là những kẻ giả tu nữa chứ, lòi nhiều lắm. Và bây giờ có những cơn bão từ thiện quét quanh những cái nẻo đường mà cái tên này đi. Anh chị em thấy không? Cộng sản phải nói là nó một ná, nó bắn tùm lum chim hết. Nhất cử mà tùm lum tiện luôn, chứ không phải là hai tiện, lưỡng tiện đâu nha. Nhiều lắm luôn anh chị em. Do như vậy Mai mới tham gia nói về cái sự kiện này. Vì cái sự kiện này nó quá chấn động và nó quá nguy hại đi. Mai nghĩ ở Tây Tạng có Đức Đạt Lại Lama, và bây giờ Cộng sản nó muốn ở Việt Nam có một cái thằng Minh Tuệ. Được. Mai nghĩ thằng này cũng có tầm cỡ để mà thay thế Hồ Chí Minh á. Cộng sản sắp sửa thay thế nó thành coi như là dẹp Hồ Chí Minh qua một bên, thay thế nó lên rồi đó. Tại Mai thấy quỳ lại đầy hết, ca tụng đầy hết, mặc áo giống nó đầy hết, trong khi mình là người Việt Nam quốc gia. Mình không khoác màu cờ của mình. Mình đi theo một cái mà ta nói tào lao dễ sợ luôn. Đi theo một thằng khen, một cái thằng hại dân tộc Việt Nam ra nông nổi vậy. Và dở hại tiếp. Anh chị em nghĩ cái truyền thông không hại hả anh chị em? Đúng, truyền thông nó không gươm giáo, không giống, không có súng đạn xe tăng. Nhưng mà nó hại dữ lắm luôn. Cộng sản nó nắm truyền thông 50 năm nay, dù có mạng xã hội đi chăng nữa, nó vẫn thắng. Anh chị em có thấy truyền thông của Cộng sản nó khiến cho dân Việt Nam ra nông nổi này, mà anh chị em vẫn còn đi theo truyền thông của Cộng sản? Mai đã nói rồi, hãy ra biển cả đi, đừng có ở trong cái ly thoát vòng thao túng của Cộng sản đi. Nhưng mà dân Việt Nam vẫn đi theo, vẫn bị dắt mũi, không có một cái suy nghĩ độc lập. Và giờ lòi hết rồi, Mai nói rồi, ghi lại danh sách những kẻ mà tung hê cái thằng Minh Tuệ này đi. Ghi lại đi, vì á, đây là những điều sẽ ghi dấu ấn lịch sử. Những kẻ mà khiến cho người dân Việt Nam ngóc đầu không lên nổi, ghi lại đi. Đây là dịp cho anh chị em thấy thế nào là cỏ lùn và lúa mì, thế nào là cánh tà. Anh chị em sẽ phân biệt được rất rõ. Thôi cũng cảm ơn lên trên đã xuất hiện một cái thằng Thích Minh Tuệ, một thằng con của Cộng sản nòi và nó khen Hồ Chí Minh, làm hả phải nói lột mặt nạ rất là nhiều kẻ, mà Mai không cần phải nói nhiều, tự khắc là dân chúng sẽ thấy được. Đó cũng có thể là ơn trên đã soi sáng đó. Mai thấy cái thằng này nó xuất hiện chỉ có một cái lợi vậy thôi, nó lột mặt nạ nhiều kẻ chống cộng giả nè, nhiều kẻ tu giả nè, Việt Nam Cộng Hòa giả nè, thị trưởng hả, luật sư hả, thị trưởng Mỹ hả, luật sư Mỹ hả, tỉnh lại đi.
Cái thời loạn lạc nhiễu nhương này, May đã nói rồi, dân Việt Nam đừng có tin bất cứ nghị viên hay thị trưởng hay bất cứ ai ở Mỹ. Họ không giúp gì cho anh chị em đâu. Họ đang kiếm lá phiếu cho bản thân của họ thôi. Anh chị em thấy chưa? Và những kẻ triệu view mà chửi cộng sản như hát á, nó cũng đang lăn xê cho tên Thích Minh Tuệ này đó. Anh chị em thấy chưa? Và anh chị em hiểu được cái gốc vấn đề nó nằm đâu chưa? Và Việt Nam chúng ta luôn luôn là nô lệ, mãi mãi nô lệ cho đến ngay bây giờ, ngay thời khắc này và sắp tới nữa. Anh chị em đã hiểu nguyên nhân chưa? Rồi, Việt Nam bây giờ ngoài Hồ Chí Minh có thêm Thích Minh Tuệ nữa, cộng sản sẽ chuẩn bị đổi màu đó, đổi màu đó. Anh chị em thấy đổi màu rất rõ ràng không? Đổi màu đó. Quá rõ rồi. Anh chị em còn chờ cái gì thêm nữa? Bây giờ cả nước sắp tu khổ hạnh rồi. Khổ hạnh thiệt luôn á, nói theo nghĩa đen á. Có nghĩa là xin cơm từ thiện đầy ở chợ Rẫy nè. Bệnh viện cái gì? Nhà thương ông Bú nè. Và cái chỗ mà thằng Minh Tuệ đi ngang qua cũng có cơm từ thiện nữa. Rồi trong và ngoài nước đang chung tay từ thiện như Vũ Bảo luôn. Từ thiện còn hơn Bảo miền Trung nữa. Má nói có sai đâu. Nè, cho coi hình nè. Đó. Thấy không? Má nói đâu có sai đâu. Má không phải là nhà tiên tri. Nhưng mà em ai cũng không hiểu tại sao. Mà con coi lại video một tháng trước má nói gì đi. Nó hiển linh luôn. Má không phải nhà tiên tri. Nhưng mà giờ linh ứng luôn. Nào là đó, từ thiện đó. Thấy không? Rồi mặc đồ giống thầy đó, kiếm được mớ tiền. Thấy không? Mấy cái vụ in áo này là trong và ngoài nước cộng sản nó chi tiền ra, nó in nè, nó kia hốt mớ nữa. Rồi gì? Du lịch về để chiêm ngưỡng cái dung nhan của thầy nữa, trời ơi, đó hốt mớ tiền vé bay về. Xin lỗi anh chị em, đó anh chị em thấy không? Cái công cuộc này, cái thằng này nó xuất hiện. Cộng sản nó lợi quá trời lợi luôn. Nó lợi quá trời lợi luôn. Bởi vậy mà nghĩ sắp tới cộng sản nó sẽ tôn thằng này thế Hồ Chí Minh được rồi đó. Tại vì biết sao không? Đâu ai quỳ Hồ Chí Minh đâu. Chỉ có mình thằng này quỳ à. Và chỉ có mình thằng này thờ Hồ Chí Minh à. Nhưng mà thông qua thằng này ta nó cả nước thờ Hồ Chí Minh luôn. Rồi kéo theo dân hải ngoại luôn. Trời ơi. Cộng sản nó tuyên truyền cả trăm năm. Mà còn không có ai quỳ vậy nữa. Đó, nghe cái thằng trong này nó bình luận không? Không có ai quỳ vậy đâu luôn. Mà tự nhiên thông qua thằng này ta nói quỳ tập thể luôn, quỳ một cách tự nguyện với thằng này thì không khác gì quỳ Hồ Chí Minh cả. Trời ơi, sao mà nó lợi quá vậy? Cái chiến dịch này cộng sản rất thành công thưa anh chị em. Mai mong anh chị em tìm hiểu Quốc Tân Dân Sự để mà biết cách làm gì sắp tới cho bản thân mình. Chứ cái tình hình này là Mai thấy Thượng Đế soi sáng. Thượng Đế soi sáng quá rõ vấn đề rồi. Thượng Đế đã giúp anh chị em biết được đồng thao cỏ lùn lúa mì, biết được chánh tà rồi đó. Vậy cho nên hãy tạ ơn Thượng Đế đi. Và cuộc đời của Mai, ngoài cha mẹ Mai, ngoài Chúa ra, Mai không quỳ trước bất cứ một ai cả. Và Mai nhắc cho anh chị em nhớ, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải hiểu tôn ti trật tự và chúng ta phải thật là sáng suốt khi lựa chọn quỳ gối trước ai. Chứ không phải một cái thằng mà bạ đâu mà chúng ta quỳ đó. Cái đó không phải là văn hóa Việt Nam. Mà văn hóa Việt Nam cũng không mê tín đến nỗi mà phong cái thằng đó thành Phật sống như vậy. Quá là mê tín. Thằng đó không phải ai tái sinh, không phải Phật tái sinh. Nếu mà là Hồ Chí Minh tái sinh coi thấy coi bộ đúng hơn. Tại vì nó xuất hiện Việt Nam đâu vẫn chưa có tự do. Nó giống như một cái con ác ma xuất hiện vậy, chứ chẳng phải là hả Phật sống gì hết. Tại vì nếu Việt Nam có Phật, có Phật sống thật, dân Việt Nam đã thoát khỏi tự do rồi, thoát khỏi cộng sản rồi. Còn cái Phật này á, anh chị em động não suy nghĩ đi. Phật này đứng về phe ai vậy anh chị em? Nó là Phật sống hả? Vậy nó đứng về phe ai mà anh chị em vẫn chưa có tự do vậy? Anh chị em phải đặt nhiều câu hỏi lên. Và sau khi đặt nhiều câu hỏi, tìm hiểu Bất Tuân Dân Sự, trong đó có những gì để mình làm để mà bye bye cộng sản. Chứ còn cái kiểu này anh chị em á, tốn thời gian của cuộc đời, không được gì cả, chỉ làm lợi cho cộng sản mà thôi. Mai khuyên anh chị em là nên tiết kiệm thời gian và sức lực
cho những cái thảm cảnh sắp tới xảy ra. Ở Việt Nam, kinh tế mọi thứ khủng hoảng sụp đổ và cơm ăn áo mặc sắp sửa thiếu thốn kìa. Chứ ở đó mà thầy cúng dường rồi cúng từ thiện, đừng có hốt rác cho cộng sản bằng từ thiện nữa. Hãy giữ những cái đồng tiền mà dư giả đó đi, nhất là anh chị em ở hải ngoại. Hãy giữ lại những đồng tiền đó đi, sau này anh chị em sẽ cần đó, chứ đừng có ban phát tùm lum tà la như vậy. Cảm ơn anh chị em. Cái quỷ kế, cái xảo thuật, cái đầu óc lưu manh gian trá đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Tôi nói lại, cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng. Tôi rõ, không ai bằng Việt Cộng. Xây xong miếu thờ cúng như vị thánh mình thế. Dạ. Cái ơn đức của họ to xa như Hồ Chí Minh nhé. Dạ. Giờ dân nhân Việt Nam nhiều như thế là lọc lắng. Dạ. Làm như thế nhưng bây giờ đâu biết có khổ ở đâu đó. Dạ. Nhưng mà mình vẫn nhân dân thì nhờ được ở đó được hòa bình, được sống an lạc thì vẫn tưởng nhớ công ơn. Dạ. Vẫn đang theo đường lối. Dạ. Vẫn thực hành. Dạ. Mình cảm ơn cái ân đức ấy. Dạ. Rồi xây xong miếu thờ cúng như vị thánh mình thế. Dạ. Cái ân đức của họ to xa như Hồ Chí Minh nhé. Dạ. Giờ dân nhân Việt Nam nhiều như thế là lọc lắng. Dạ. Làm như thế nhưng bây giờ đâu biết có khổ ở đâu đó. Dạ. Nhưng mà mình vẫn nhân dân thì nhờ được ở đó được hòa bình, được sống an lạc thì vẫn tưởng nhớ công ơn. Dạ. Vẫn đang theo đường lối. Dạ. Vẫn thực hành. Dạ. Mình cảm ơn cái ân đức ấy. Dạ. Chào quý anh chị em. Như quý anh chị em thấy đó, hai video trước của Mai, một video Mai nhắc về Đức Giáo Hoàng Ba Lan John Paul Đệ Nhị và Đức Đạt Ma Tây Tạng là bên Đạo Phật và bên Công giáo, để dẫn chứng cho anh chị em thấy thế nào là bậc chân tu. Và khi người ta tu, người ta phải nói sự thật và lên án cái ác, lên án những quỷ gia tăng đội lốt người, nhất là Giáo Hoàng Ba Lan và Đức Đạt Ma Tây Tạng. Cả hai đều lên án Cộng sản cả. Và Mai không hiểu tại sao mà người dân Việt Nam luôn luôn tách rời chính trị với tôn giáo, nghĩ là các linh mục và các sư thầy không nên nói chính trị, không nên bàn chính trị. Vậy thì ông sư Thích Minh Tuệ này khen Hồ Chí Minh đường lối đúng đắn dẫn dắt dân Việt Nam, cái giọng điệu y chang như tụi Cộng sản và tụi Ma Tăng Quốc Doanh. Tụi mà cứ hỏi chút là cúng dường á, mà đang bị chửi đầy đâu, đang bị lên án á. Thì ông này cũng vậy thôi. Người dân trong nước luôn luôn tách rời tôn giáo và chính trị. Vậy ông này ông đang nói cái gì vậy? Hồ Chí Minh có phải là Phật không mà khen dữ vậy? Hồ Chí Minh có phải Chúa không mà khen? Ông đang chính trị đó. Và cái chính trị này của ổng là gây hại cho dân tộc Việt Nam. Vì Hồ Chí Minh là một trong những tên đồ tể của nhân loại và là gián điệp Tàu. Hay nói trắng ra hắn là giặc xâm lược Việt Nam. Cũng vì hắn mà dân tộc ta bây giờ mất luôn Bắc Trung Nam. Cũng vì hắn mà có nạn di cư năm 1954, người dân Bắc phải bỏ chạy vào miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Và rồi năm 1975, người dân Việt Nam hoàn toàn lưu vong mất nước năm 1975 cũng do cái tên Hồ Chí Minh này. Và hắn ta đã tân bốc, thậm chí gia đình hắn ta còn thờ cái hình tượng lẫn cờ của cờ Hồ Chí Minh nữa. Cờ Hồ Chí Minh là cờ Phúc Kiến,
Cờ đỏ sao vàng là cờ một tỉnh của Trung Quốc chứ không phải là cờ của Việt Nam. Cờ của Việt Nam là cờ vàng ba sọc đỏ của dân tộc ta, có từ thời vua Thành Thái và truyền cho đến thời Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị. Và hắn từng đi bộ đội nữa, như trên hình ảnh anh chị em thấy đó. Nên á, lúc ban đầu mà thấy cái làn sóng này dữ dội quá và mình cũng không có một cái bằng cớ gì để mà nói về cái tên tu giả này. Nhưng mà bây giờ anh chị em nghe đó, hắn rất chính trị, hắn khen ngợi Hồ Chí Minh, một tên đồ tể nhân loại, hại đất nước Việt Nam hiện giờ, địa điểm khắp năm châu, hại đất nước Việt Nam hiện giờ, người người phải lưu vong xa xứ, hại đất nước Việt Nam hiện giờ phải nói là nô lệ trên chính quê hương của mình, và tất cả rừng vàng biển bạc đã mất sạch trong tay của tay sai giặc Tàu, đó là cái bè lũ cộng sản biết nói tiếng Việt hiện giờ đang ở trong nước, làm người dân lầm than đói khổ. Và hắn đi tân bốc một kẻ như vậy, đó là thứ nhất là đã mang tội nói dối, đi tu mà nói dối, nói Hồ Chí Minh dẫn dắt dân tộc đồ này kia. Có Việt Nam hôm nay, hôm nay thì sao? Sướng quá ha. Có bằng nước Mỹ, nước Nhật, nước Hàn không? Đó là nói dối. Vậy là tu cái gì? Và rất chính trị luôn. Anh chị em nói tu nên né chính trị. Vậy tên này đang nói cái gì vậy anh chị em? Anh chị em sáng mắt ra chưa? Và thất vọng nhất là những người cũng chống cộng luôn, cũng cùng quan điểm lên án cộng sản, mà lại đi tân bốc cái tên này. Làm thơ đầy hết, ngày nào cũng làm, ngày nào Mai lên cũng thấy hết. Cũng vì ngày nào Mai cũng thấy là Mai thấy không được bình thường rồi. Cộng sản nó muốn dẹp, nó muốn dẹp đám đông á, từ trên mạng xã hội lẫn ở ngoài đời rất dễ dàng. Nó khống chế truyền thông và nó có tiền mà anh chị em. Và bao nhiêu năm qua ở Việt Nam, Mai cũng thấy dạng tu khổ hạnh mà đi hành khất như vậy rất là nhiều, nhưng mà không có người nào được lăng xê lên cả. Tự nhiên ngay lúc này, ngay thời điểm này, Việt Nam bị lên án là không có quyền tự do tôn giáo, thì tự nhiên cái đùng cái ông sư này nổi lên. Cái điều này nó che lấp trong con mắt của quốc tế, nhìn vô nói rõ ràng là ủa, có chó xanh chó vàng đi theo, nghĩa là cộng sản nó bảo vệ tôn giáo mà. Ông thầy này tha hồ đi tung tăng, tự do tôn giáo là đây chứ còn gì nữa. Vậy là mấy cái người mà bị bắt mà là thầy tu hay là linh mục chắc là bắt đúng rồi á. Chứ Việt Nam có tự do tôn giáo mà. Thấy không? Đây là cái cách mà ngay thời điểm này, đúng lúc quốc tế lên án, thì cộng sản nó tung ra thằng cha này. Và còn có những cái bài đăng. Bây giờ có nhiều doanh nghiệp không có cúng dường nữa, không có cúng chùa nữa, tại vì bất mãn các sư ma sư quốc danh quá rồi. Nên thôi bây giờ chúng ta chuyển sang từ thiện đi, từ thiện còn quá cha nữa. Tức nghĩa là thật ra bây giờ á, đừng có nói là kêu gọi đừng cúng dường cho mấy ông sư quốc danh, thật ra kêu gọi cũng chả ai cúng đâu. Nên giờ chiêu khác, thông qua thầy đã vạch mặt các sư quốc danh rồi, chúng ta hãy từ thiện đi rồi hiến máu nhân đạo đi, còn quá cha nữa. Hiến máu nhân đạo, cái máu đó hiến xong á cũng bán à, chứ đâu được miễn phí cho người dân đâu. Từ thiện thì có nhiêu cộng sản hốt hết, đô la nó cũng hốt luôn, tới tay dân được bao nhiêu. Cuối cùng mục đích của tụi nó đã đạt, quốc tế nhìn vô có tự do tôn giáo, rồi hùa dân đi làm từ thiện tiếp. Từ thiện chính là dọn rác cho cộng sản. Lý ra cộng sản nó phải lấy thuế dân để mà lo lắng cho người dân, chứ không phải là để chúng ta từ thiện lẫn nhau, từ thiện đến muôn đời à. Từ thiện hoài luôn, từ thiện mãi luôn. Và sắp tới bão lũ miền Trung nữa rồi, từ thiện ha. Đây là cái chiêu trò của cộng sản. Và quý anh chị em phải nhìn rõ, cái tên Ma Tăng này không khác gì, chỉ là cái hình thức nó khác đi thôi. Và cái sự làm lợi truyền thông cho cộng sản là thấy quá rõ ràng rồi. Nhiều người không hiểu, cứ vô bên nói ách
rời ra nói ủng hộ cái cách của ông này, nhưng mà bây giờ không ủng hộ cái cách ổng nói chính trị kiểu này, vậy là tội nghiệp quá, ổng bị nhồi sọ. Trời đất ơi, nói kiểu nào anh chị em cũng có thể tâng bốc được thần tượng của mình cả. Tại sao người dân Việt Nam rất dễ thần tượng những con người quá đổi bình thường như vậy, trong khi biết bao nhiêu người anh chị em có thể thần tượng đó: Đức Giáo Hoàng Ba Lan, Đức Đạt Ma, bên Công giáo là Giáo Hoàng Ba Lan, bên Phật là Đức Đạt Ma. Tha hồ mà thần tượng đi, tại sao không? Và tha hồ truyền bá những lời các ngài nói về cộng sản đi, tại sao không? Cứ thần tượng những kẻ mà nói chuyện bâng quơ, nói chuyện cha mẹ, ông bà, anh chị em, tình yêu đôi lứa, mấy cái chuyện mà thiên hạ bá tánh ai cũng biết rồi, cứ nói hoài. Xin lỗi, đợi mai chút. Cứ tân bốc những sư, những linh mục mà nói những chuyện biết rồi không mà, chỉ còn cộng sản thì sao? Tại sao không nói mà tránh né? Có thấy những người tu đó tránh né chính trị hay không? Chính trị nó ăn trong hơi thở của con người, chứ không thể nào mà tách rời ra được. Mà các linh mục và các sư luôn luôn tách nó ra khỏi. Cái đó là không phải tu đâu anh chị em. Cái đó là mục đích lấy đạo mà tạo tiền và tạo cái bản thân danh vọng của mình mà thôi, chứ không giống như Đức Giáo Hoàng và Đức Đạt Ma. Anh chị em hãy tỉnh táo đi, đừng bao giờ tách tôn giáo với chính trị ra, cũng như tách kinh tế với chính trị ra. Có những thằng trong cộng cụi á, giống như thằng Trương Quốc Huy chẳng hạn, nó đi tiệc pha bà, nó kết nối với Vietnam Airlines rồi quảng bá cho VinFast trong cái buổi tiệc đó, nhưng mà nó tách ra, nó cũng nói là chính trị khác, kinh tế khác, rồi bây giờ thì tôn giáo khác, chính trị khác. Sai rồi anh chị em. Bất cứ cái gì ở xung quanh cuộc sống chúng ta, kể cả tôn giáo và kinh tế, đều liên quan đến chính trị cả. Nên á, anh chị em đừng bao giờ u mê mà hiểu theo cái ý của cộng sản. Cộng sản nó chỉ muốn anh chị em hiểu rằng chính trị khác, kinh tế khác, tôn giáo khác. Cái đó là anh chị em mắc mưu của cộng sản rồi. Ở trong trường lớp nó luôn dạy tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Karl Marx Lenin và lịch sử Đảng Cộng sản. Nhưng đến khi mà ra trường, học sinh không hề dám nhắc đến chính trị. Vô quán cà phê hay là đồng nghiệp của mình hay bất cứ bà con hàng xóm, cứ nói đến chính trị là né tránh, lãng tránh. Mai thấy cái điều này rất là nhiều trong cái xã hội Việt Nam. Và bây giờ đến cả tôn giáo, công giáo lẫn Phật giáo đều né chính trị hết. Điều đó là sai. Sai hoàn toàn khi né đến chính trị. Giống như ở Mỹ, thí dụ do các nhà thờ đi lễ, thời sự diễn ra cái gì thì các linh mục vẫn giảng cho con chiên biết, giảng chính trị luôn, để con chiên biết là mình nên làm gì trong cái thời thế xăng tăng điện tăng và bầu cử sắp tới cho những cái nhân vật chính trị nào để mà cuộc sống của mình tốt hơn. Đó mới thật sự là tôn giáo. Còn này do giảng ngoài lề không à, giảng tình yêu đôi lứa, tình yêu ông bà cha mẹ, nhưng mà nhắc đến chính trị thì lơ đi. Và các con chiên lẫn Phật tử cũng bạo biện cho những người đó, những người tu hành đó là tu là buông bỏ, không có bàn về chính trị, cũng như không làm chính trị. Quý anh chị sai rồi. Đúng là tu không làm chính trị, nhưng không thể nào mà không nói chính trị và không bàn đến chính trị được. Không bàn đến chính trị thì lấy gì giảng đạo cho con chiên lẫn Phật tử? Tại vì chính trị chính là cái hơi thở của chúng ta. Tiền bạc, một hạt cơm, hạt gạo, hạt thóc và xăng, khi mà chúng ta lái xe đến nhà thờ hoặc là lái xe đến chùa để nghe thuyết pháp, thuyết giảng á, cũng là chính trị. Vậy tại sao các sư thầy đều phải né chính trị, không dám lên án cộng sản? Là cái đó có vấn đề ở một đất nước đang bị cai trị bởi cộng sản. Đó không phải là tu. Và khi mà ông thầy này ổng nói về, thôi mà không gọi là thầy nha, cái thằng này, ma tăng này, nó nói về Hồ Chí Minh như vậy,
Đó là chính trị đó. Chính xác là chính trị đó, rất chính trị luôn. Và có một âm mưu luôn, tuyên truyền nhồi não bà con. Vậy mà những người Phật tử con chiên ở trong đất nước Việt Nam luôn né tránh chính trị và cho rằng các cha và các sư thầy không nói chính trị là đúng. Mai cho là sai rồi. Mai cho là sai rồi, kể cả hải ngoại cũng vậy. Người hải ngoại mà né tránh chính trị và cho rằng các sư không nên giảng chính trị, các thầy hoặc là các linh mục không giảng chính trị mới là đúng hả? Vậy là anh chị em á, hiểu sai hết kinh thánh kinh Phật rồi. Hiểu sai hết rồi. Và các anh chị đã gặp những ma sư rồi, hoặc là kể cả những linh mục trá hình rồi mới không giảng chính trị cho anh chị em. Chính trị là từng hơi thở, đã nói là hơi thở, chúng ta thở ra thôi là đã chính trị rồi. Nên đừng có bảo biện cho những bậc tu sĩ là không lên án cộng sản là đúng rồi, họ phải tu mà. Vậy thì Đức Giáo Hoàng Ba Lan John Paul Đệ Nhị và Đức Đạt Ma ở Tây Tạng, hiện giờ ở Tây Tạng, tại sao họ lại lên án cộng sản, họ nói chính trị? Tại sao? Họ cãi lời Phật Chúa à? Không phải. Quý anh chị em á, tu mà tu sai hướng rồi, đi sai, đi theo mà thầy đồ linh mục đồ là sai luôn rồi. Đừng có tin bất cứ kẻ tu hành nào. Nhìn Chúa và Phật đi, họ rất chính trị đó. Ai nói họ rời xa chính trị đâu? Họ không làm chính trị thôi, làm chính trị khác với nói chính trị và nhắc đến chính trị và giảng về chính trị. Nó khác hoàn toàn. Lên án cộng sản nó khác với làm chính trị. Lên án cộng sản tức nghĩa là cho bá tánh chúng sinh biết sự thật về những cái loại quỷ dữ đó. Chúng đã phá nát quê hương Việt Nam và hiện giờ quê hương vẫn đang lầm than. Nó khác hẳn với các sư, các cha đi làm chính trị. Chứ phải vô ngồi ngày qua ngày ngồi giảng tốt đạo đẹp đời, tốt đạo đẹp đời gì với cái xứ Việt Nam. Đó, anh chị em thấy không? Nó thực hiện một cái công tác dân vận. Sư và tất cả các đứa mà đấu tranh cuội cũng vậy. Có nghĩa là ban đầu dĩ nhiên rồi, 10 câu nó nói 8 câu nó đúng chứ. Rồi xong nó sọt vô 2 câu nó sai. Nên anh chị em cứ nghĩ là hơi chăm trước cho 2 câu sai đó vì nó nói 8 câu đúng. Thì mấy thằng ma tăng, ma sư và kể cả cái thằng cha này cũng vậy, và những đứa đấu tranh cuội nó cũng vậy. Đấu tranh cuội nghĩa là nó là gà của cộng sản nhưng mà nó trà trộn vô. Ban đầu nó chửi cộng sản in ỏi, nó nói câu nào cũng đúng, hay câu nào cũng đúng về cộng sản hết. Rồi từ từ nó dẫn dắt truyền thông, nó tiếp tay lăn xê những cái thằng ma sư này lên. Đó là chống cộng dởm á. Nhưng mà nhìn nó rất là giống người chống cộng, cũng cờ vàng, cũng đầy đủ hết. Nhưng mà lâu lâu nó xài cái trang triệu view của nó, cứ nói ông này lên, ông kia xuống, bà kia lên, ông kia xuống, dắt mũi bà con đi vòng vòng, mất thời gian. Và không bàn cái cách để mà diệt cộng sản, để rồi á bất tuân dân sự cho đất nước khỏi lầm than. Và trong cái mục bất tuân dân sự mà mới bàn để diệt cộng sản á, nó có là không từ thiện, không chùa chiền cúng dường, không học trường cộng sản, không du lịch Việt Nam, không gửi ngoại tệ về Việt Nam, và không có đến những cái quán xá ăn nhậu be bét của cộng sản. Đó chính là gốc phần diệt cộng sản, chứ không phải là giống như bây giờ nhân dịp cái ông thầy này, cái ông mà tăng Xích Thích Minh Tuệ này là phải đi từ thiện hiến máu đi, đừng cúng dường nữa, vậy còn chết nữa. Ở Việt Nam, đất nước Việt Nam rất đặc biệt, khác với Mỹ và các nước tư bản hiện giờ. Cộng sản nó còn cai trị nên còn từ thiện, còn cúng dường, còn hiến máu, còn những điều đó là làm lợi cho cộng sản mà thôi anh chị em à. Và kéo dài hơi thở của cộng sản và cung cấp kinh tài của cộng sản thông qua rất là nhiều hình thức, trong đó có từ thiện và hiến máu nữa đó. Nên anh chị em ngừng đi. Mai á, chủ yếu cái video này Mai kêu gọi anh chị em dẹp cái chuyện từ thiện cúng dường đi, dẹp đi. Còn cái hiện tượng ông ma sư này quá rõ ràng rồi. Việt Nam đang đàn áp tôn giáo, quốc tế đang lên án, và thậm chí là sẽ trừng phạt
về cái chuyện mà đàn áp tôn giáo, nhưng mà giờ cái ông Minh Tuệ này, chính người dân và trong và ngoài nước hải ngoại đã tiếp tay khiến cho quốc tế nhìn vào nghĩ là Việt Nam có tự do tôn giáo. Chính anh chị em đã khiến quốc tế nghĩ như vậy, cũng giống như năm 2018 có cuộc biểu tình hàng ngàn người chống luật an ninh mạng rất là đông, quốc tế nhìn vô cũng thấy Việt Nam có tự do biểu tình. Vậy thì anh chị em ngồi chờ quốc tế nào giúp anh chị em khi mà anh chị em giúp cộng sản nó phơi bày Việt Nam có tự do biểu tình nè, có tự do tôn giáo nè. Đó. Và bây giờ chửi cộng sản in nổi hết trơn á. Chửi như hát, chửi hay quá trời luôn, ngày nào cũng đọc báo đảng chửi hết á. Vậy là có tự do ngôn luận báo chí đầy đủ hết á. Có đầy đủ hết á. Rồi lâu lâu chỉ có một vài cái trường hợp bị bắt thôi mà nó chìm nghiễm và thật sự không ai nhớ đến, không ai hay biết luôn. Nhưng mà nó rầm rộ cái đùng cái ông Minh Tuệ này, cái đùng cái dân Việt Nam biểu tình hồi năm 2018. Nhiều đó là đủ thấy quốc tế bỏ rơi anh chị em rồi. Anh chị em đã giúp cộng sản đạt được cái chiêu trò của nó. Và bây giờ cũng vậy. Việt Nam quá có tự do tôn giáo rồi đó. Đó, nó bảo, đó công an nó bảo vệ ông Thích Minh Tuệ đầy hết kìa. Rồi ca ngợi đầy hết kìa. Đó chính là tự do rồi đó. Thậm chí là tự do ngôn luận luôn rồi đó. Chúc mừng anh chị em đã cho quốc tế thấy được Việt Nam tự do đến mức nào. Và sau khi anh chị em tân bốc thần tượng của anh chị em xong, anh chị em ngày mai đi bán vé số, vẫn xuất khẩu lao động. Tiền Hồ Chí Minh thì hạng bét, hộ chiếu Việt Cộng cấp cho anh chị em cũng hạng bét, ngày càng xin visa rất là khó khăn vì đất nước nghèo đói. Chúc mừng anh chị em. Và anh chị em cứ từ thiện hiến máu, cứ tiếp tục đi. Thì chúc mừng anh chị em sẽ mãi mãi sống với cộng sản và không bao giờ thoát được. Nếu anh chị em muốn thoát, hãy làm ngược lại hết. Ta gọi là bất tuân dân sự. Ngược lại là không cúng dường, không về Việt Nam du lịch, không gửi ngoại tệ, không xuất khẩu lao động, không học trường cộng sản, đình công bảy thị trong 36 tháng. Đó mới chính là con đường tìm tự do cho anh chị em. Chứ không phải là theo bất cứ một cái ông nào, bà nào hiện giờ nổi đình nổi đám cả. Anh chị em tỉnh lại đi. Ma chân thành góp ý với anh chị em là như vậy. Cảm ơn anh chị em. Cái quỷ kế, cái xảo thuật, cái đầu óc lưu manh gian trá đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam, tôi nói lại. Cái sự lưu manh giả trá mà lừa gạt đó, không ai bằng Cộng sản Việt Nam. Mà nó rất quỷ quyệt trong đầu óc gian manh xảo trá, không ai bằng Việt Cộng, tôi rõ, không ai bằng Việt Cộng. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi vui đấy. Thật xấu quá. Số mày không chết nhưng mà mày... Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời.
Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao củ thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, hít vào. Chà cùn sao? Nhưng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi, trong lấy nó chảy ra. Đây này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Giáo đánh cái canh rồi. Nằm nào thôi. Hứng nữa vào, không lấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra đấy. Nhiều chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Nó còn thở.